Hai ông già đi ăn cơm đường cháo chợ. Muốn người đĩa hả? Đúng rồi. Muốn người phần nào, muốn đĩa. Muốn dĩa hả? Gần anh ăn cơm thì tôi ăn cơm gì cơm gà đi. Anh ăn cơm gì? Dạ là không có cơm gà bác ơi. Cái này cái này cái gì? Cái này là cá hồng chiên giòn bác ơi. Rồi vậy cũng được đi. Dạ. Ăn cá diêu hồng chiên giòn. Dạ. Rồi. Còn chiên tươi nha, bác ăn cái mắm nha. Ăn cay được không? Lấy mắm tươi ớt cho bác ăn. Cay được. Cơm dọc đường mà ngon, rất là ngon. Ê. Khách công nhân đồ ăn rất là ngon, sạch sẽ. Ngồi đây đi ha, ngồi đây. Ngồi đâu cũng được, cho nó mát mát chút. Cái bạch vàng vàng ngồi được không? Không được của người ta.